xong rồi bây giờ mình đóng còn khóa cửa là thôi đó. Đảm bảo con tô gà nó không vô để nó khóa thuốc của mình được. Đi thử nghiệm thuốc mới chế tạo thôi. Anh đi con, anh đi con. Dạ con biết rồi. Rồi. Hình như ba lại vừa chế một cái loại thuốc nào đó xịn sò lắm hả, cho con thử với. Không, được không, phá thuốc của ta rồi mà ăn đi. Gì mà keo kiệt dữ vậy trời. Mình phải ăn lẻ lên để mình đi ra mình coi thử ba mình đang chế cái loại thuốc gì mới mình xem mới được, mình tò mò quá đi à. Mẹ ơi, con ăn xong rồi, con đi đây. Ây da da, con ăn no rồi, bye bye mẹ nha. Ba mình là một trong những tiến sĩ gà đại tài và ông ấy luôn chế tạo những cái loại thuốc rất là kỳ lạ đây, các bạn chuẩn bị xem cùng mình nha. Không biết ba mình đang làm cái gì đâu các bạn ơi. Tôi chế được cái thuốc ấy biến mọi thứ thành siêu chân thực. Bây giờ có ăn được không? Rồi, chúng ta sẽ thử nghiệm cái con bò nào. Hối cho. Nó trở thành một con bò siêu chân thực luôn rồi kìa các bạn, nhìn kìa. Mình biết ngay ba mình lúc nào cũng chế tạo mấy cái loại thuốc kỳ lạ mà. Ba mình đi vô nhà để mình tới thử coi. Các bạn nhìn kỹ cái con bò này, liệu con này có phải bò Minecraft nữa không vậy? Trời đất ơi, cái này đúng là như ngoài đời luôn các bạn ơi. Nếu các bạn muốn tôi thử nghiệm cái thuốc đó của ba tôi thì các bạn hãy bấm like và subscribe thiệt là nhiều, ủng hộ cho video thiệt là nhiều coi. Tại vì bây giờ tôi sẽ chuẩn bị đi chôn cái thuốc của ba tôi để thử nghiệm cho các bạn coi nè. Hình như mẹ mình đang quét nhà rồi các bạn, còn ba mình thì ba mình đang làm cái rồi, gì vậy ta? Rồi, khóa cửa rồi, rồi bây giờ thằng tôi cả đây không? Ôi giống có rồi. Ôi trời đất ơi, các bạn ơi, vậy là ba mình đã cất thuốc vô trong cái phòng thí nghiệm của ba rồi, không phận sự miễn vào hay sao cấm tôi vào được. Trời đất ơi, hình như ba mình khóa cửa mất tiêu rồi các bạn ơi, không có mở được chết rồi, giờ sao ta? Chúng ta phải cần chìa khóa rồi, bây giờ mình sẽ lẻn vào phòng ngủ của ba mình nữa. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng lấy thiệt là nhẹ nhàng các bạn, được rồi, hãy cha được quăng cái đầu. Ôi được rồi, được rồi, chúng ta sẽ lấy cái chìa khóa này và mở cái này ra, hãy cha. Bây giờ mở cửa ra, sau đó đóng cửa lại, lẻn vô. Ba mình không có biết được đâu. Cái thuốc hồi nãy đâu ta? Ôi hình như ở đây đâu cái vậy? Thuốc chân thật hả? Chắc chắn là nó đây rồi, các bạn, không phải đâu khác. Mình sẽ lấy một cái bình thuốc, à không, mình sẽ lấy rất là nhiều bình nước. Sau đó mình sẽ múc từ cái thuốc này ra các bạn. Được rồi, múc ra. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi thử nghiệm nó cùng tôi thế nào các bạn ơi, để xem mức độ của nó như thế nào. Cái thuốc mới của ba tôi vô làng sinh tố tôi khoe với mọi người cái coi. Để khoe cho mọi người tôi muốn thử nghiệm cái này chứ coi đâu rồi. Cái bình thuốc có cái con gì ở gần đây? À, có một chú gà rất là dễ thương ở đây. Tôi sẽ thử nghiệm cái bình thuốc này lên chú gà này cho các bạn coi trước nha. Hay cha. Wow, đúng như tôi nghĩ rồi. Con gà nó đã trở thành một con gà siêu chân thật rồi các bạn, nhìn đi. Trời đất ơi, nhìn như cái con gà ngoài đời luôn này, coi nhìn hơi đáng sợ một chút. Thôi được rồi, bây giờ trước khi tôi khoe các bạn, tôi còn nghĩ ra một ý rất là hay, đó chính là tôi sẽ sử dụng những cái bình thuốc này để trôn mọi người, xem thử mọi người sẽ phản ứng như thế nào đây. Báo cáo anh nha, báo cáo anh nha. Ủa, như mình nghe tiếng giác đang làm cái gì đằng kia vậy, đâu rồi đâu. Tôi Jack đang chơi với bé cáo của mình. Mình sẽ thử quăng cái bình thuốc này vô bé cáo của Jack để cho con cáo của Jack trở nên chân thật, thì Jack sẽ phản ứng như thế này. Hãy cho. Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra bé cáo mình vậy? Con cáo đó đã trở nên siêu chân thật luôn rồi kìa các bạn. Bé cáo dễ thương, bé bỏng của tôi bi bi là cái gì vậy? Ai ra đang chơi Minecraft bé trở thành đời thật luôn rồi. Chơi Minecraft trở thành đời thật luôn các bạn. Mình qua thử người tiếp theo. Ôi là nhà màu tím tím kìa, mình đi qua thử coi. Hello chị Nobi ơi, chị đang làm cái gì vậy? Hello tôi là chị đang ngắm hoa. Ủa chị đang ngắm bông hoa nè. Chị Nobi tránh xa một chút nha, để em ảo thuật cho chị coi nè, với bông hoa này chuẩn bị nha. Hay cha. Nó đã biến cái đổi rồi kìa. Cái bông hoa của chị nó biến thành cái gì ảo quá vậy? Đúng rồi, trời ơi các bạn, cái bông hoa nó cũng gọi có tác dụng luôn các bạn. Sao em làm được vậy tao gà? Trời ơi, dạ? Em lúc nào cũng là hả, nhiều người có thể chế tạo những cái món rất là thú vị mà chị không biết sao. Nó chỉ tạo xíu thôi. Thôi được rồi, bây giờ hãy tặng chị nó đi bông hoa đi. Còn bây giờ thì em qua em trôn mấy cái đứa khác cái đã. Và người tiếp theo mình trôn đó sẽ là Huy. Ủa, dạ, làm cái gì vậy? Tạo mưa, bây giờ mình sẽ quăng vàng này vô thì trời mưa nó sẽ xanh, trời mưa màu vàng lên. Cái gì cơ các bạn ơi? Thằng Huy nó lại chế tạo cái gì kìa các bạn ơi? Wow, cái máy tạo mưa rồi, chuẩn bị quăng nè. Con gà. Ông giúp bé con gà của tôi mà. Ủa gì hả? Cái bình thuốc của tao làm gì vậy? Ủa mày về quăng cái thuốc gì vô máy của tao vậy? Mày không làm gì con cáo của tao vậy? Trời mày quăng cái thuốc gì vô vậy? Đây chính là cái máy tạo mưa đó, nếu mà mày quăng vô là nó sẽ tạo mưa khắp thế giới này luôn. Cái gì nó sẽ mưa cái thuốc đó sao? Ơi không ổn rồi ơi, đó chính là bình thuốc chân thật đó, bây giờ nếu mà nó mưa mọi thứ sẽ trở nên chân thật sao? Ủa là trời sao vậy? Nó bắt đầu bay lên trời. Ôi, cái đám mây lên trời rồi kìa. Ôi vậy là nó sắp tạo mưa hay cái gì vậy? Mưa rồi, ta thấy có cái gì đó kỳ lạ. Ôi có gì kỳ lạ đâu, lóc kìa. Ôi các bạn ơi, những cái vlog nó bắt đầu thay đổi rồi kìa. Nhưng mà không sao đâu mọi người, nếu mà những cái vlog nó trở nên chân thật thì không có sao đâu. Hình như trời nó tạnh mưa rồi kìa nếu mà. Ôi vậy là xong rồi. Mọi người đi ra ngoài, mọi người đi ra ngoài xem thử. Ôi như mọi thứ nó vừa trải qua một cuộc là cuộc mưa chân thật đó các bạn. Wow, mọi thứ nó đã trở nên chân thật hơn nè em ơi. Thì trở nên chân thật thiệt. Ôi sao chị Nobi đang chạy cái gì đằng sau? Con gì nó đang chạy tới?
Ủa sao mình anh nhìn trong nó chân thật thế? Trời ơi, nó siêu chân thật luôn kìa, các bạn nhìn kìa. Bây giờ cho tao cái vũ khí, tao đánh nó. Kiếm này tao ra, kiếm kìa, kiếm kìa. Trời ơi, các bạn nhìn cái con zombie mày này, zombie này, trời ơi, ghê quá. Anh nó bị ghê, đánh nó đi. Trời ơi, mày zombie, zombie chân thật. Nó chết rồi, trời đất ơi. Ôi ôi, trời đất ơi, thiệt ra là do tụi em hồi nãy tụi em lỡ làm một cơn mưa chân thật nên nó đã biến tất cả những cái sinh vật trong Minecraft này trở nên chân thật rồi mọi người ơi. Chuyện là vậy đó chị Nami. Nhìn con zombie đúng đáng sợ luôn. Ôi, trời ơi, dắt cho tụi nhiên dắt bị bắn chết luôn rồi. Chuyện gì vậy? Chị Nami ơi, nhìn đằng sau lưng kìa, đó chỉ là con gì vậy? Con skeleton chân thật sao? Đó là bộ xương skeleton siêu chân thật các bạn ơi. Anh em mau chạy đây đó bạn ơi. Những cái con quái vật nó cũng trở nên siêu đáng sợ và chân thật luôn. Ôi da, chạy vô đường đi, chạy vô đường đi anh em ơi, mọi thứ bắt đầu ghê quá đi à. Giờ sao đi tôi gà, trời tối rồi. Tao cũng không biết nữa, bà vợ kìa vậy ơi. Cái gì vậy? Những con zombie nó lại xuất hiện rồi kìa. Trời tối này bắt đầu nó nhiều zombie hơn rồi đó. Các bạn, quái vật nó cũng trở nên nhiều hơn. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta phải làm gì đây nè? Bây giờ chỉ còn cách đưa Minecraft về bình thường, đó chính là reset trò chơi thôi. Chúng ta sẽ xuống địa ngục rồi đến thế giới thì em đánh rồng rồi mới kết thúc game được. Cái gì phải reset game bằng cách đó sao? Cũng đúng ha các bạn. Chúng nó tới nữa kìa. Chúng nó lại tới nữa kìa rồi các bạn ơi, chạy thôi. Chúng ta phải kết thúc trò chơi này nhanh thôi các bạn. Zombie nó càng ngày nó càng đông ghê quá các bạn nhìn kìa. Bây giờ chúng ta sẽ phải sinh tồn một cách bình thường để chúng ta phải kết thúc trò chơi này các bạn. Chúng ta sẽ đào đá, đào đất, kiếm kim cương, kiếm mà rất là nhiều thứ vũ khí để đi xuống địa ngục chiến đấu với quái vật thôi. À, ở dưới đây có kim cương nè. Có kim cương, đợi xíu để tôi lấy xong cái này xong cái. Kim cương đâu? Đâu đâu đâu, Huy đó bay, kim cương đâu? Kim cương đâu? Được rồi, hay lắm, hay lắm. Bây giờ có kim cương rồi, chúng ta sẽ gọi là tiến nhanh hơn trong công cuộc gọi là kết thúc trò chơi các bạn. Lấy kim cương nào, lấy kim cương nào. Ồ, nhìn kim cương lắm lắm hay vậy. Cái gì? Ồ, viên kim cương đâu bây giờ? Nhìn nó ống a lấp lánh, lấp lánh quá trời đẹp luôn. Này này này, cho mọi người một viên, cho Huy đất một viên, cho chị Nami một viên này. Được không? Được, xịn xịn lên, xịn lên. Ôi chị Nami ơi, lùi lại, lùi lại. Coi chừng con gì kìa, là con gì vậy các bạn ơi? Là creeper hả? Cái con creeper này ghê quá vậy. Ghê quá. Tức làm gì? Ôi cái gì? Ui da, chạy thôi. Quay vậy creeper. Đúng rồi, creeper siêu chân thân gì đáng sợ quá. Giờ chúng ta sẽ dùng những cái hạt diện thạch này để chế tạo một cánh cổng đi xuống địa ngục thôi các bạn. Ok ok, đợi xíu, đợi xíu. Huy bật lửa cho đi Huy ơi. Hợp lý luôn. Nhanh lên tôi gà ơi, nhanh lên. Đằng sau kia zombie, creeper và skeleton chân thật kia được rồi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, đi thôi. Chà, ôi đây, ôi, ôi, mình vô đây xuống địa ngục ơi. Sao mấy con này nó đi theo, đẩy nó xuống, đẩy nó xuống. Mày xuống đi con creeper này, trời ơi. Mày skeleton, mày skeleton này con. Chúng ta cùng nhau đi kiếm que quỷ lửa thôi nào các bạn ơi. Những cái con heo bây giờ nó trở thành những cái con gì nhìn rất là đáng sợ luôn rồi các bạn. Bây giờ chúng ta đi kiếm cái lâu đài địa ngục để chúng ta đi thôi. Tụi mình đã quyết định chia nhau ra để tìm rồi các bạn. Tại vì cái lâu đài đó quá khó, không biết Nami bên kia có thấy được chưa dạ? Chưa có tôi gà. Trời đất ơi, ok. Vậy bây giờ chia ra tìm đi. Huy Đức và Jack đã đi hướng khác rồi các bạn. Để coi, mình sẽ đi qua bên này xem thử hả, có cái lâu đài nào bên nào không. Lên đây thử cậu, sao mình nghe tiếng gì? Ôi, hình như tiếng của con gà nè. Cái gì vậy? Đó chỉ là con gà mà sao bây giờ nó đáng sợ quá vậy? Đó chính là con gas khi mà trở nên chân thật hơn đó các bạn. Trời ơi, không thể nào tin nổi. Nhìn nó đáng sợ hơn tôi tưởng luôn. Tôi nghĩ là tôi nên chạy trước các bạn ơi. Trời ơi, nó đang đường theo tôi hay sao vậy? Bạn nhìn kìa. Ơi, nó đang đường theo tôi kìa. Nó gừ lên trời ơi. Trời ơi, trời ơi, gì nó đáng sợ à? Được rồi, mình sẽ sử dụng mũi tên này để bắn nó. Đừng có lại đây à. Hay cha mày nè. Trời ơi, thế giới ở dưới địa ngục mà khi trở nên chân thật này đáng sợ quá. Không biết mọi người đâu rồi nữa. Mọi người ơi, mọi người ơi, đâu rồi? Có cái lâu đài rồi nè mọi người ơi. Kìa, đâu 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 đâu. Nhưng mà mọi người chuẩn bị đối mặt với cái thứ gì mọi người biết không hả? Đó chính là những con lây, những cái con quỷ lửa. Không biết khi mà nó trở nên là chân thật nó sẽ như thế nào đây các bạn ơi. Nó xuất hiện rồi kìa. Đó chính là con lây chân thật kìa các bạn, nhìn kìa. Coi chừng kìa em ơi. Okay. Mày nè con. Ta hãy đi lấy những cái que quỷ lửa thôi nào. Ui đúng như tôi nghĩ kìa, tụi nó đang ở trên rất là đông luôn kìa coi. Được rồi, bây giờ ôi, tụi nó xuống kìa, đám ơi, tụi nó xuống kìa, đánh tụi nó. Mày nè con, đánh nó để lấy que quỷ lửa nha. Được rồi, đánh nó, đánh nó, đúng rồi. Sau đó chúng ta sẽ đập cái này, đập cái này đi, đập cái này đi. Yeah, chúng ta đã có que quỷ lửa rồi. Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị chế tạo mắt Ender để đi xuống thế giới. À dạ, đâu mày, đi xuống thế giới The End thôi nào các bạn ơi. Let's go, chúng ta đi về thế giới bình thường thôi nào các bạn. Let's go. Ôi cái gì? 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 Ôi cái
rồi. Đây chính là Wither siêu chân thực, nó đã chặn cái cửa mình lại rồi. Vậy là bây giờ muốn về thì chúng ta phải chiến đấu với con này chứ. Đúng là Wither siêu chân thực có khác các bạn, nhìn ghê quá. Tập trung bắn nó đi anh em ơi, bắn nó đi, mày đây con, mày đây con, đúng rồi, bắn mày đây con. Wither siêu chân thực nó cảm giác như nó được gọi là mạnh hơn nhiều luôn đó các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Chúng ta chuẩn bị đi xuống đi giới đi Etona. Tuyệt lắm luôn rồi. Được rồi, anh em nó sẵn sàng chưa? Chuẩn bị gặp những cái con Ender siêu chân thực cũng như là con rồng Ender nào. Hay cha. Ui được rồi, rồi chúng ta đã xuống được thế giới của rồng Ender nữa các bạn. Các bạn nhìn kia, các bạn có thấy không? Đó chỉ là những cái con Enderman ơi, đừng có nhìn vô mặt nó, đừng có nhìn vô mặt nó chết rồi. Nhưng mà sau Enderman nhìn nó cũng chân thật lắm luôn á anh em. Thật đến từng chi tiết luôn à các bạn ơi, nhìn con mắt nó tím lè, nhìn cái bộ xương, lần đầu tiên tôi thấy được sự chân thật của Enderman luôn. Con rồng ở đâu ra chúng ta không thấy ta? Ở đâu rồi ta? Ok vậy. Đúng rồi, hình như nó có phải là con đằng sau lưng mình không anh em ơi? Nguyên một con rồng màu tím luôn. Sau lưng. Chạy thôi anh em ơi. Ai chơi với con rồng này? Bằng cách là chúng ta hãy bắn bể những cái chân kia đi. Bắn hết những cái cục hồi máu đó chúng ta mới giết được con rồng rồi. Đúng rồi, bắn hết nè, bắn hết này. Chạy cho. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy tập trung bắn con rồng này đi đâu. Nó bắn con kìa. Mấy con Enderman này nó mày Enderman này, tao tấn công con rồng này thôi. Thanh máu nó giảm xuống còn dưới nửa thanh nữa kìa. Coi có lên, có lên nào. Thấy chưa? Rồng chết rồi. Trời ơi, con Enderman này mày tới đây đâu. Nhưng mà Enderman này, Enderman này. Nhưng mà quan trọng là con rồng chết rồi em ơi. Reset game thôi nào. Ôi đâu rồi, đâu rồi. Còn bây giờ thì nhảy xuống thôi nào anh em ơi. Let's go. Let's go. Trời đất ơi, cuối cùng cũng kết thúc được trò chơi rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem tôi tin mà các bạn thấy thế giới chân thực này nó như thế nào. Đừng quên comment ở dưới luôn. Còn bây giờ thì muốn coi một video khác về chân thực hãy bấm vào đây. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha.